Và hiện tại thì mình vẫn đang có mặt tại đất nước Lào. Và bây giờ thì mình sẽ mua phần cơm của bác anh chị. Ở đây có kiếp với là Việt Nam đồng này. Người ta sẽ giò cuộn là như thế này. Và người ta sẽ kẹp vô một miếng này nè ha. Là sẽ chấm vô đây. À. Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại khu chợ đêm tại thủ đô Viên Chăn, đất nước Lào. Thì hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay một cái đoạn clip này cho cô bác quý anh chị xem ở chợ đêm Viên Chăn thì sẽ bán những gì nha. Và đặc biệt là cái khu ẩm thực là một cái khu thể hiện được cái nét văn hóa, một cái nếp sống của người Lào là như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Ở phía sau lưng Bùi Hồ ở đây là người ta bán một cái món giống như là phở khô của Việt Nam á. Đằng này nè. À, đây là một cái món khá là lạ so với ở Việt Nam, giống như là những cái cọng bún vậy đó. Và người ta sẽ bán vô những cái phần và ngồi ăn. Thì Bùi Hồ cũng chưa có ăn cái món này bao giờ. Còn ở bên kia là một số đồ ghim á, nghĩa là như là xúc xích, tàu hủ rồi ghim á cô bác quý anh chị. Ở cái quầy bên đây thì cũng giống như vậy thôi. Đây là cái món hình như là không thể thiếu của người Lào á cô bác quý anh chị. Không biết là ăn cái vị nó có của nó như thế nào, giống như là hủ tiếu khô á. Cái cọng này thì giống như là cái cọng hủ tiếu với lại huyết với lại giá người ta sẽ để chung. Tí xíu nữa mình sẽ thưởng thức từng món cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn thấy nha. Ở người Lào như Bùi Hồ chia sẻ ở những clip trước đây á, thì người ta rất là thích ăn nếp, gạo nếp và đồ nướng. Ở Lào thì đất nước Lào thì không có giáp với biển nên thành thử là những cái hải sản này có thể được nhập từ Thái Lan qua và người ta đã ướp lạnh rất là lâu. Và khi mà thưởng thức những cái món này đó là Bùi Hồ thưởng thức hai lần thì có cái vị của nó là nó không có được tươi ngon như ở Việt Nam, một cái số nước giáp biển như ở Việt Nam hoặc là Thái Lan hay là Campuchia. Ở đây thì chỉ nổi tiếng với những cái món mà đặc trưng cái kiểu như là thịt gần đồ ở cô bác của anh chị. Cái khu chợ đêm này thì chia làm hai khu, một khu ẩm thực bên đây và bên kia là một cái khu bán đồ quần áo, giày dép Lào luôn. Và khu bên kia thì bán quần áo thì người Việt mình bán và sinh sống nhiều hơn. Ở đây là một cái khu bán thịt nướng nè. Rồi một cái này gọi là mắm á, giống như mắm nướng á. Người ta đã bán chợ đêm này nhóm từ khoảng 6 giờ chiều rồi. Hiện nay là khoảng hơn 8 giờ tối thì người ta mới bán cũng như gần hết rồi cô bác quý chị. Và bên đây là cái món đặc trưng của người Lào, đó là món tôm sụm. Món sụm đu đủ á, gỏi đu đủ á. Người ta sẽ đâm bầm vô và mình sẽ ăn. Tùy vào cái loại, tùy vào mắm do cái người bán mà có thể là chỗ đó sẽ bán ngon hay là không ngon. Ở đây là người ta sẽ bán mang về, không có bán ăn tại chợ ở chỗ. Sorry, ship down kinh khẩu. Ok. Người Lào thì họ rất là, mặc dù là ngay tại thủ đô nhưng mà về khả năng nói có nghĩa là họ không hiểu mình nói gì luôn. Mà bên đây là hình như là của người Thái hay sao, cái vị nghe rất là cay và nồng. How much? Five kip. Một sâu như thế này là 5.000 đồng, 5.000 kiếp. Dạ. Nhìn chung thì về ẩm thực Lào thì cũng không có đa dạng lắm. Không có những cái món mà gọi là đặc thù ngoài cái món tôm sụm, cái món mà gỏi đu đủ á cô bác quý anh chị. Còn đây là sushi bán ở vỉa hè. Đây là bánh mì. Đa số các người Việt qua đây là các tỉnh miền Trung và miền Bắc và họ ra đây ăn nên làm ra.
chung thì cái cuộc sống của người Việt ở Lào sẽ đỡ hơn là người Việt ở Campuchia. Đây là các món nướng, hải sản nướng. Ở đây thì người ta rất là thích ăn hải sản như thế này, vì nước Lào là một cái nước không có đường, không có biển, nên thành thử là hải sản là một cái món ăn rất là ưa chuộng ở đây. À, chỉ có một cái đoạn tiếng ngắn vậy thôi. À, người ta sẽ ăn như vậy. Người ta sẽ tập trung ăn. Mặc dù là ngay thủ đô Viêng Chăn nhưng mà số lượng dân ở đây cũng khá là ít. Ở đây là cái khu tập trung của xe túc túc chở các hành khách đi nè. Mặc dù là với số lượng xe và người đi khá là đông, nhưng mà cô bác quý anh chị có thể thấy là họ không bao giờ họ bốc còi trên đường chạy xe. Đây như chị này là chị bán mang đi thôi. À, bán sẽ mang đi như vậy. Người ta không mua một ít nếp nè. À. Thôi bây giờ mình mua một ít nha, tí xíu nữa mình sẽ lại quán, mình sẽ review cho cô bác cũng chị thấy. Ở đây là đồ luộc á, đây là dùng chua, còn đây là thịt nướng. À. Ở đây là nếp, ở đây là cái quán này. Dạ dạ, open. À. Ok, how much keep? 520 keep. 50.000. Dạ. Từ ngày qua nào đến giờ chưa ăn? À dạ dạ. À. Ok. Một ván. Ok, ok. Dạ, yeah. Người ta sẽ cân lên. Năm ngàn luôn. À. Dạ. Yeah. Yeah, ok. Yeah. Oh, ok. 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 Có lẽ như là ở đây người ta rất là ưa chuộng luôn đó cô bác quý anh chị. Và người ta ăn rất là mau hết. Có nghĩa là cái chỗ này là đặc trưng nhất của người Lào. Nên là nữ là người ta bán rất là nhanh. Mình không biết, mình cứ tò mò là cái món đó là cái món gì, không có biết luôn. Chị Việt Nam hay là Lào? Việt Nam, Lào. Việt Nam hay Lào? Việt Nam, biết Việt Nam. Việt Nam. Lào. Go to travel Việt Nam. Việt Nam không biết. Nói Việt Nam không biết. Dạ. Yeah. Ok, ok, ok. Dạ. Yeah. Ô, oh, này. Ok. Không có à, có nghĩa là người ta kêu mình lấy hết luôn. How much? Sao vừa? Không phải. Ok. 49.000, 49.000 kiếp. Dạ. Thì nó khoảng tương ứng với khoảng hơn 70.000 tiền Việt Nam, gồm hai cái miếng thịt này, côm. Đây là 2.000 kiếp cơm với lại một miếng dưa chua. Cũng khá là rẻ nha mọi người. Sao? Tắt rồi. Ok rồi.
đã đi đến Lào mà khi đi đến chợ đêm mà không ăn món này thì coi như là mình chưa đi đến Lào. Nên tối đêm nay mình sẽ quyết định ăn cái món này cho biết luôn. Cũng chiều lòng cô bác quý anh chị ha, nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ người hồ để khám phá những cái nét văn hóa, những cái nền tôn giáo. Có bạn này, hai bạn này người, một bạn người Việt Nam, một bạn người châu Á, một bạn người phương Tây. Ở người Lào mình rất là thích về cái cách họ cư xử với lại khách. Có nghĩa là họ không có tình trạng là chèo kéo hay là chặt chém như ở những cái nước khác. Mặc dù là một cái nơi chợ đêm dành cho khách du lịch và đặc biệt ở đây là phương Tây cũng khá là nhiều, nhưng mà người ta sẽ rất là niềm nở và tử tế luôn. Đây là một miếng thịt trâu và đây là một miếng thịt heo. Người ta cho mình một miếng lá chuối sẽ để lên trên đó, và người ta sẽ cho mình một cái bọc to để cơm, thịt, dưa chua với giá là 4. Cái này là gì đây ta? Mắm ớt ăn kêu. Người ta chỉ bán đem về như thế này cho mình thôi. Bây giờ mình sẽ lựa một cái quán nào đó để ngồi ăn cô bác anh chị. Hôm nay là lần đầu tiên mà khi đi đến nước Lào thì Bùi Hồ mới ăn được cái món đặc trưng của Lào như thế này. Có nghĩa là người ta sẽ sắp một bọc như thế này nè cô bác anh chị. Với giá là 50.000 này nó cũng tương đối là ghẻ, hai miếng thịt to luôn. Và thịt heo với lại thịt trâu. Nói thêm một tí về cái nơi ở tại thủ đô Viên Chăn nha các bác anh chị. Ở thủ đô Viên Chăn thì Bùi Hồ ở với lại 238 kiếp một đêm, có nghĩa là 200 kiếp thì nó khoảng hơn 300.000 Việt Nam đồng. Không tới khoảng, hiện nay kiếp giảm giá thì nó khoảng 200 thì nó khoảng 250, 280 thì nó khoảng một đêm hơn 300.000 Việt Nam. Nhưng mà đối với cô bác quý anh chị mà khi đi đến Sài Gòn thì sẽ không có những cái khách sạn mà nó có tiện nghi đầy đủ thì nó sẽ không có cái giá như vậy đâu. Và đây là một cái nhà hàng Ấn Độ, thậm chí một cái nhà hàng to như thế này lúc nãy Bùi Hồ có vô xem thử thì họ báo chỉ có giá là 50-60.000 kiếp thôi. Đây là một cái quán của người Indo, họ chuyên bán những cái món ăn của người Ấn ở đây nữa. Mặc dù là một cái ngay cái phố đi bộ, cái khu rất khá là nhộn nhịp gần Batusai thì cuộc sống nó vẫn không có xô bồ cho lắm. Ở đây là một cái khách sạn Memory Hotel. Cô bác quý anh chị có ở khách sạn này thì cũng khá là tiện nghi khi họ có đầy đủ các dịch vụ hết á. Đã qua đây quay về con người Việt thì quay luôn cái nếp sống và văn hóa cũng như là cái cách sống ở Viên Chăn là như thế nào cho cô bác quý anh chị thấy. Đây là các khu đồ người ta bán, có thể là người Việt cũng không chừng. Đa số đất nước Lào là một đất nước nhập siêu nên việc mà các đồ này á là đa số nhập từ nước ngoài về là chính, như là Trung Quốc hoặc là Việt Nam. Ở đây là một cái con đường đi bộ, người ta sẽ ăn vỉa hè như thế này. Cũng tình cờ thì mình chọn một cái khách sạn nó gần cái chỗ này đó. Yeah.
table. Table. Ok. Ở đây là người ta sẽ có bán ốc nè. Đó, có bia Lào, có tất cả các loại nước của Lào, nước uống. Đó. Và ở đây là cái bảng menu nè cô bác anh chị. Đây là cái món khá là đặc trưng của Lào, đa số là chỉ có giá 20 đến 25 ngàn kiếp thôi, 35 ngàn là khoảng 50 ngàn là trở lại thôi. Giá cũng khá là rẻ ha. Đó. Yeah, thank you. Yeah. Bây giờ mình lại đây mình kêu món ha. Tâm sầm. Một tâm sầm. Tâm hồn. Tâm hồn mà kết chất ngoài. Yeah. No. Cái này là một cái gì đó, đồ luộc á. Ok. Tâm này là. Ok. Bên này là. Ok. Bên này. À yeah. Ok. Một. Là một cái phần ốc mà Bùi Hồ mới mua thì không biết là có giá là bao nhiêu tiền, nhưng mà là lạ ở đây là ốc chấm một loại mắm gì đó, và ốc này là ốc luộc nha cô bác quý chị. Những lần trước đây thì khi mà Bùi Hồ ăn ốc ở đây á thì cái con ốc nó khá là ngon. Ở đây không phải là làm vlog du lịch gì hết, nhưng mà tại vì đây là ốc bùi, mình chấm vô đây thử tí, người ta ăn được thì chắc có lẽ là mình sẽ ăn bụng bao tử mình không tốt. Mắm này là mắm của người Lào, một cái loại mắm khá là lạ, cái vị chua chua cay cay, không phải là mắm guốc mà là mắm cay á, kiểu là không biết nói sao cho cô bác quý chị, nhưng mà chấm vô thì thấy nó cũng hợp. Thay vì ở Việt Nam mình á thì ốc này sẽ chấm với lại là nước mắm xả ớt, nhưng mà ở đây thì người ta chấm với này. Thôi bây giờ chuyển sang ăn này cho cô bác quý chị thấy nè. Thấy chưa? Đây là thịt nướng. Đó. Người ta sẽ để lên một cái lá chuối như thế này. Còn đây là cà pháo. Và đặc biệt cái này nè cô bác quý chị, nếp. Người ta không cho mình cái muỗng hay là cái gì hết á, người ta sẽ ăn kèm nếp. Đây là nếp, nếp của người Lào nha cô bác quý chị. Bùi Hồ thì trước khi ăn lúc nãy thì cũng đã có đi rửa tay rồi, nên là nữ cũng khá là vệ sinh. Bây giờ mọi thứ chia ra một ít. Và đây là một cái món ăn khá là phổ biến của người ta. Mình thấy một số nước ở như là Ấn Độ, họ ăn theo đạo Hindu, đạo Hồi á, họ ăn họ bóc không à. Nhưng mà bóc thì người ta sẽ bóc bằng cái tay trái hay sao á, cái tay đó là người ta sẽ dùng để bóc thức ăn. Giờ tí xíu đi. Bây giờ người ta sẽ bóc một nắm nếp như thế này. Người ta sẽ giò cuộn lại như thế này. Và người ta sẽ kẹp vô một miếng này nè ha. Ta sẽ chấm vô đây. Cũng ngon. Và người ta sẽ bóc người ta sẽ chấm vô đây. Đây là một miếng thịt heo. Cái phần ăn của Bùi Hồ và có này á, nó chỉ khoảng mấy chục ngàn thôi, nhưng mà khá là ngon. Thịt heo này á thì rất là giòn, ít mỡ, nhiều thịt nè. Và người ta chấm vô như thế này nè. Cơm này người ta sẽ giò nắm lại như thế này, người ta sẽ kẹp như thế này, và thậm chí là người ta bỏ vô một cái hũ á, người ta đi lên nương lên gãy khi nào có đói á, người ta ăn với mắm mè, muối mè, hoặc là có dầu thì ta sẽ ăn với thịt như thế này. Còn ở cái này là măng chua là cái bắp không vậy? Thank you.
Người Lào họ quan điểm rằng á, nếu như mà ăn cơm, ăn gạo á thì sẽ mau đói hơn, nên người ta sẽ chọn cách là ăn nếp. Nên thành nữ nước Lào được mệnh danh là một nếp, một cái nước ăn gạo nếp nhiều nhất thế giới. Nhưng mà người ta cuộn rất là tròn luôn. Đối với ở những cái nước ăn, ăn đũa như là Việt Nam nè, Trung Quốc nè, thì cho việc ăn chay này là mất vệ sinh. Nhưng đối với những nước theo đạo Hồi như là Ấn Độ, Indonesia, Myanmar thì đối với cái đó khá là bình thường. Chúng ta sẽ chấm cho đây một tí. Ăn một miếng nữa rồi coi như kết thúc clip. Còn cái món tôm sụm thì vừa hồi đã qua ăn cho cô bác với anh chị thấy rồi. Rồi đây là một cái clip tại thủ đô Viêng Chăn về ẩm thực tại đêm của nước Lào là như thế nào. Và khi cô bác với anh chị xem á, nhớ đừng quên like, đăng ký, share, chia sẻ, ủng hộ Bùi Hồ. Đây là thật câu cô bác với anh chị. Thật câu dai lắm, cực kỳ dai luôn. Nga không nổi. Cái phần cơm này là chỉ có 5.000 một giá. Giờ người ta bỏ là người ta cân, đây là cơm nếp, vị nó khô khô, không có nở lắm. Nên nước Lào được mệnh danh là cái nước ăn gạo nếp nhiều nhất. Ở video clip đến nay cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác quý anh chị ở lúc sau. Rất mong video clip về con người Việt Nam sống tại Lào, ẩm thực, văn hóa, nét đẹp cũng như là một số tôn giáo của người Lào sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị một điều gì đó thú vị trong cuộc sống sau những ngày lao động mệt mỏi, sẽ giúp cô bác quý anh chị được hiểu thêm về của một cái nước anh em với nước Việt Nam, đó là nước Lào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Bùi Hồ sẽ đặt chân lại về lại Việt Nam. Đây là một bến xe ở thủ đô Viêng Chăn, rất là nhiều chuyến xe từ Lào về Việt Nam cô bác quý anh chị, như xe Tấn Việt, xe Minh Tân, xe Anh Tiến vân vân. Và thời gian Bùi Hồ sẽ đi từ thủ đô Viêng Chăn đến thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, sau đó sẽ bay về Sài Gòn. Đây là cái chuyến xe của mình đi, nhà xe Anh Tiến thì cô bác quý anh chị, cũng khá là lớn và xe này giường nằm khá là hiện đại luôn. Ở đây rất là nhiều hãng xe thủ đô Viêng Chăn về lại Việt Nam nha. Tỉnh Bắc Xanh của đất nước Lào, một cái tỉnh ở miền Bắc của nước Lào của bác quý anh chị. Và phía trước hình ảnh của bác quý anh chị là những cái gian hàng bán bắp á. À, đây là những cái gian hàng bán bắp hoặc là bí nè. Và hôm nay là cái chiếc xe này là chiếc xe của mình đi nè cô bác quý anh chị, sẽ về lại thành phố Vinh tại Nghệ An, sau đó sẽ bay về lại Sài Gòn. Mình ta bán bắp. Cái này bắp sống không hay gì á? Bắp sống. Bắp sống hả? À. Bắp chín còn đây đây hả? Anh nghe không? Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái trạm dừng chân trên đất nước Lào. Và sau một thời gian di chuyển khá là dài từ thủ đô Viêng Chăn về lại thành phố Vinh của Nghệ An, thì Bùi Hồ bây giờ Bùi Hồ sẽ ghé vô đây dùng cơm. Khoảng tầm 5 giờ nữa thì chúng ta mới có Bùi Hồ mới đặt chân lên đất nước Việt Nam và làm thủ tục tại cửa khẩu Bờ Keo. Bây giờ mình cô bác quý chị cùng vô đây dùng cơm với Bùi Hồ ha. Và hiện tại thì mình vẫn đang có mặt tại đất nước Lào. Và bây giờ thì mình sẽ mua phần cơm cô bác quý chị. Ở đây có kiếp với là Việt Nam đồng. Đây là tiền cơm bình dân, giá là 50.000 đồng kiếp một người, nếu như là tiền Việt là 30.000 đồng. Cách ngã ba Thang Bèn 300m. Đây là phục vụ ăn uống Việt Lào luôn cô bác quý anh chị. Và mình phải mua cái thẻ ở đây. Cơm ạ. Cơm ở đây có đồ xào, thịt kho, gà. Gà xào gừng.
đây đồ xào nè, cũng giá cũng tương đối là mắc ha. Người ta trước khi ấy thì mà Bùi Hồ mua cái thẻ này nè cô bác anh chị, 50.000 kiếp cơm. Đây là một cái quán cơm của người Việt. Cơm gà. Cơm gà với thịt chung được không? Cơm gà với lại trứng đi. Ok. Ok em, một phần giống như vậy luôn nha. Rồi giống vậy luôn á. Cái này là gì vậy? Nem rán ạ. À không đâu, không ăn đâu. Anh có ăn đầy đủ không? Hay là không, ba món này. Trứng anh có ăn không anh? Có luôn. Rồi cầm bé đợi em thì em làm cho anh này hả? Em hai canh bên đây ha, canh bên đây ha. Đi cho anh đây kìa. Dạ. Canh. À canh thì lấy ở đây, tự lấy luôn. Rồi. Hết canh luôn rồi. Đây một phần như thế này là 70.000 Việt Nam đồng, hay còn gọi là 50.000 kiếp của bác anh chị. Ở đây người ta có một cái đôi đũa với lại một cái muỗng cho mình luôn nè, cặp bên đây. Phần cơm cũng khá là chất lượng ha, cũng đầy đủ hết à. Ai muốn ăn gì thì để đó, cũng khá là ngon. Đây là tại đất nước Lào luôn nha cô bác anh chị, chưa có qua cửa khẩu ha. Nhìn chung cái quán cơm này thì khá là rộng và rất là đông khách luôn cô bác anh chị. Giá cơm thì cũng khá là mắc, mà một điều mà Bùi Hồ rất là ấn tượng, mặc dù là đang ở nước bạn Lào nhưng mà tất cả đa số toàn là người Việt hết. Người Việt sinh sống ở đây, bên đây rất là nhiều, và họ sống với cái nghề là buôn bán như Bùi Hồ đã nói ở clip trước. Cái chặng đường này cũng khá là dài, khoảng 5-6 giờ chiều thì Bùi Hồ mới đến được thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Ăn cơm thì rất là nhão, nói chung là đánh giá bữa cơm này ăn rất là ngán luôn mọi người. Nó nấu theo cái kiểu miền Trung thì ăn cái vị nó lạc lạc và mặn mặn. Bùi Hồ ăn không quen thì nó rất là ngán ha. Một phần cơm nhỏ thôi, tính kêu cơm thêm nhưng mà ăn vẫn không hết luôn. Chạy được gần đến cửa khẩu thì bây giờ xe phải yêu cầu tụi mình lội bộ đi đến cửa khẩu, và không biết là còn bao nhiêu mét nữa. Có những cái bạn là ở Lào qua Việt Nam, chắc có lẽ là đi học hay sao ạ. Đoạn đường ở đây thì đồi núi khá là hiểm trở cô bác anh chị. Hay nữa thì coi như là gần một tuần kết thúc cái chuyến đi từ Hà Nam, từ miền Nam của nước Lào là tỉnh Atapu và Champasak về lại thủ đô Viêng Chăn. Có việc thì mình phải về lại Việt Nam ngay tại thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, sau đó về lại Sài Gòn. Một tuần khá là thú vị về cái cuộc sống của người Việt tại Lào, cũng như là con người và văn hóa, cũng như là đất nước Lào. Giống như ở cửa khẩu Bờ Y á, thì mình phải nhét tiền vô hộ chiếu, có nghĩa là nhét tiền vô bách bo á, coi như là tiền lót tay. Thì ở cửa khẩu này tài xế sẽ thu hết với số tiền là 650.000 đồng từ Viêng Chăn về lại thành phố Vinh.
và coi như là có một số chi phí lót tay qua cửa khẩu của bác quý anh chị. Và ngày chủ nhật thì sẽ tốn thêm vài chục ngàn nữa. Xe lên đèo khá là nhanh và nguy hiểm. Thời gian lội bộ khoảng hơn 20 phút thì mình đã từ biên giới Việt Lào ở cửa khẩu Cầu Treo. Bây giờ thì Bùi Hồ mới vừa làm thủ tục xuất cảnh từ đất nước Lào sang Việt Nam, và bây giờ tiếp tục hành trình sẽ làm thủ tục một nhập cảnh từ vào Việt Nam để về Việt Nam của bác quý anh chị. Lội bộ cũng khá là xa luôn. Hai em là sinh viên Lào hả? Đã học tại Việt Nam hả? Dạ. Học được mấy năm rồi? Học 1 năm rồi. 1 năm rồi. Dạ. Học ngành gì? Học y sĩ. Hả? Quản trị. Hả? Học gì? Học y sĩ. Y tế. Hả? Học gì? Ngành y sĩ. Y sĩ ha. Dạ. À. Tôi sẽ là tỷ. Anh qua đại học lâu chưa? Anh tên gì? Sang học này năm thứ năm. Năm thứ năm, chuyên ngành y. Để về phục vụ cho Lào ha. Phục vụ cho Lào. À. Thì qua Việt Nam học nó có khó khăn gì dữ không anh? Thứ nhất là sang Việt Nam học đấy. Các bạn thứ nhất là về đồ ngôn ngữ ấy. Ừ. Tiếng Việt là rất là khó. Ừ. Rồi về sinh viên Lào đấy, đang học. Nói chung là nói riêng lên nói về ngành y. Đôi khi là không dịch được. À, không dịch được. Không dịch. Tại giờ từ ở chuyên ngành nó khó quá. Khó quá. Mình dịch sang tiếng Anh. Dịch sang tiếng Anh xong rồi dịch sang tiếng Thái Lan á. À. Tiếng Thái xong rồi Việt Lào nữa. À, anh học trường đại học gì ta? À, đại học Y khoa Vinh. Đại học Y khoa Vinh. Vinh. À. Cái khó khăn thứ hai là gì anh ha? Thứ hai là cũng về phòng tập quán. À. À. Cách sống với xã hội cũng hơn phức tạp hơn Việt Lào đấy. Phức tạp hơn hả? À. Thứ ba là về khẩu vị thức ăn đấy. À. Mình muốn ăn đấy, mình chưa quen. Ừ. Nhiều người họ không ăn được, không quen. À, như ở đây thì ở Lào thì người ta thích ăn nếp. Nếp. Còn ở Việt Nam thì thích ăn phở hay bún bò chẳng hạn. À. Bún cũng khác nhau đúng không? Thì sao? Bún bên kia, bún bên Lào khác nhau chứ, kẹt nào đúng không? Đó. À. Khác nhau đấy. Khác nhau nhiều. Vậy thì cái chi phí ở bên đây so với bên Lào thì sao? Ở Việt Nam? Thời xưa thì nói về tiền nhá, để mình đổi thì 18.000 kíp thì 270.000 tiền Việt Nam. Bây giờ thì cũng ngang nhau đấy. 18 kíp 134.000. À. Thấy con người ở Việt Nam thì sao anh? Cũng thấy văn minh lắm. So với về kinh tế so với Lào thì sao? Kinh tế bên Việt Nam phát triển nhanh hơn. À. Nhé. Đời sống họ cũng cao. Dạ. Yeah. Mức sống cũng cao đúng không? Ở Việt Nam thì anh đi tỉnh nào rồi? Tỉnh Nghệ An. Anh thường đi về vừa giữa Lào với Việt Nam không? Có, hay về. Anh ở tỉnh nào của Lào ta? Ừ, tỉnh Bù Đăng Lắc. Dạ. À, gần đây ha. Tỉnh đây luôn đấy. Ở sao chọn học ở Lào Việt Nam không? Học ở Lào. Vì là ngày xưa mình cũng họ tuyển thi đấy. À. Thi này thi đi Nhật này. Ừ. Thi đi Trung Quốc này. Ừ. Đi Việt Nam này. Mình thi đấy, mình chọn. À. Ba nước này mình sẽ đi nước nào đấy. À. Mình có học bổng không anh? Nhà nước có tài đại thọ không? Một tháng là được 2 triệu. Nhà nước hả? Nhà nước. 2 triệu kiếp. Còn 2 triệu Việt Nam. 2 triệu Việt Nam. Nó về làm cho nhà nước Việt, Lào. Bên kia cùng mình đã làm việc rồi, lương mình vẫn nhân bình thường. Tại cửa khẩu làm thủ tục xong thì xe của mình đã qua được cửa khẩu Bờ Treo, qua được cửa khẩu Cầu Treo, bây giờ tiến về thành phố Vinh của bác anh chị. Làm thủ tục cũng khá là tốn kém về thời gian luôn. Đây là một trong những cái cửa khẩu chính ngạch giữa Lào với lại Việt Nam này.